Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một cây thuốc quý. Cây này thì chuyên dùng để chữa tiêu sưng, tán ứ, rồi là các vết thương bầm tím, chân tay, nhức mỏi, tê thấp. Cây này thì chỉ mọc ở trong rừng già thôi nhá. Những nơi mà có ánh sáng yếu hoặc là vừa phải, độ ẩm cao hoặc là vừa phải. Ở trên rừng già, dưới các tán cây ấy, rất là nhiều lá, lá nó ra nhỏ dài và có các rãnh dọc ấy. Đặc điểm dễ nhận dạng hơn nữa là cái phần thân cây của nó ấy, thì nó có một thân lên, nhưng mà các cái rễ của nó mọc ra từ thân cây ấy, rễ của nó sẽ cắm xuống đất đi và cái thân cây nó chết đi, thành ra cái rễ của nó treo cái cây lơ lửng lên ấy. Như cây này chẳng hạn, các bạn nhìn cái rễ của nó từ mặt đất lên một đoạn đi thì nó mới sẽ đến thân cây. Đấy, rễ không nhá, đoạn dưới này không có thân đâu, thấy chưa? Đoạn dưới này chỉ có rễ này, lên đến đoạn trên thì sẽ là thân cây và ra lá. Đấy, rất là khó tả, nhưng mà khi nhìn vào hình ảnh thì các bạn sẽ dễ dàng hình dung thôi. Còn đây chính là cái quả của nó này. Quả của nó đây. Quả chỉ to như đầu đũa thôi. Khi chín thì nó sẽ ngả sang màu đỏ nhạt. Về bộ phận dùng thì mình dùng phần thân và rễ của cây cao cảng. Còn về tác dụng chữa bệnh thì cao cảng thường được dùng phối hợp với nhiều vị thuốc khác, có tác dụng là giảm đau, tiêu sưng, tán ứ, chữa tay chân nhức mỏi, tê thấp, vết thương bầm tím. Cách làm như sau. Các bạn dùng rễ của cây cao cảng với liều lượng là 30g, rễ thiên nhiên kiện 20g, rễ gừng gió 20g, vỏ thân cây ngũ gia bì 20g. Rễ cao cảng với vỏ thân của cây ngũ gia bì thì các bạn sao vàng lên, còn lại các vị khác thì các bạn cứ phơi khô là được rồi. Sau đấy thì các bạn lấy tất cả các vị thuốc này tán thành bột, ngâm rượu. Thi thoảng thì các bạn lắc cho nó đều vào, thời gian ngâm là từ 7 đến 10 ngày là dùng được. Khi dùng ấy thì các bạn lấy cái phần rượu đấy để uống, mỗi lần uống là một chén nhỏ, uống ngày 2 lần nhé, mỗi lần là một chén nhỏ. Đồng thời thì các bạn lấy bông ấy, các bạn tẩm cái số rượu thuốc ấy đã hâm nóng lên rồi bôi hoặc là xoa bóp vào cái chỗ mà bị bầm tím ấy. Như vậy là đối với bài thuốc này thì các bạn kết hợp là uống rượu thuốc cùng với xoa bóp bên ngoài các bạn nhé. Làm như vậy thì hiệu quả của nó sẽ cao hơn. Ngoài ra thì thân rễ của cây cao cảng này còn được dùng thay cho cây mạch môn để mà chữa ho, chữa tê thấp. Tuy nhiên thì cái cây cao cảng ấy không phải lúc nào cũng sẵn có đâu, vì đây là một loại cây mà mọc trong rừng già cơ. Cho nên là các bạn có thể sử dụng một cách đơn giản hơn, đây chính là lấy cái dây đòn gánh ấy. Dây đấy chuyên sử dụng để chữa thương rồi, trị thương rồi. Dây đòn gánh còn có tên gọi khác là dây xà phòng hay là cây dây gân ấy. Thì các bạn sử dụng cái lá của dây xà phòng đấy nhá, cùng với lá của cây náng hoa trắng. Nếu như mà có lá bạc thau thì các bạn thêm vào. Các vị đấy thì các bạn dùng mỗi loại một nắm, tùy theo các vết thương của các bạn. Các bạn cần đắp nhiều thì lấy nhiều, đắp ít lấy ít thôi. Thông thường thì các bạn cứ lấy mỗi loại một nắm ấy, đem về giã nhỏ ra, giã cho nát ấy, các bạn dùng tươi nhé. Các vị dùng tươi đem về giã nát ra, rồi thêm vào đấy là một ít rượu. Đấy, các bạn thêm ít rượu vào và đắp bó vào những nơi mà bị sưng tấy, tụ máu, đau nhức do chấn thương đấy. Cách làm này rất là hiệu quả nhé. Ngoài ra thì mình xin bổ sung thêm một số thông tin về việc là người địa phương ấy sử dụng cái cây cao cảng này để làm thuốc ra sao. Cụ thể ở đây là người dân tộc Tày sử dụng cây cao cảng này với tên gọi là Rong Reng. Thì trong cái quá trình mà trẻ em nó tập đi ấy, để mà cái quá trình tập đi của trẻ em nó diễn ra thuận lợi hơn ấy, nó sẽ có những bước đi vững vàng hơn. Nói chung là đi đứng trong cái thời gian tập đi ấy, để trẻ em nó tập đi một cách thuận lợi ấy, thì người ta thường hay lấy cái cây cao cảng này với tên gọi là cây Rong Reng ấy, theo tiếng người Tày ấy, đem về đun nước tắm, người ta lấy toàn bộ cái cây này nhá,
đem về đun nước tắm cho trẻ. Thì cách này ấy, thì người ta áp dụng từ xưa rồi. Hễ mà cứ có trẻ em tập đi thì người ta liền lấy cây này về đun nước tắm cho trẻ. Đây là một cách làm rất là lâu đời mà người ta truyền từ đời này sang đời khác rồi nhá. Cho nên là các bạn cần phải nghiên cứu thêm về cách này để mà có thể áp dụng vào, xem tác dụng của nó đến đâu, có thể áp dụng được không thì áp dụng nhá. Cần phải nghiên cứu cách làm này.